Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vox Gaming nhé. Man, bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ đi F5 ở tại Jason's Ridge. Cuối cùng mình đã có thể quay video cho các bạn xem rồi. Vì bây giờ mình đã nhận được nhiệm vụ F5. Thế mình lần trước khan hiếm nhiệm vụ quá, cho nên mình không thể quay cho các bạn được. Các bạn thông cảm nhé. À, hí hí. Nhỏ tí lại. Nhớ lắc đó các bạn ơi. Bây giờ mình cũng rất là mạnh rồi. Là các bạn á, nếu như mà các bạn không thể chơi được cái Dragon Saga nè thì các bạn nhớ vào Facebook mình inbox nha. Facebook của mình tên là Khương Phạm. Nhớ là phải inbox chứ đừng có mà add friend nha. Add friend thì hên xui thôi. Nãy trời rất là nóng, mình phải tắt lạnh đi để không có bị ù tiếng ở trong cái phần mềm quay video màn hình của mình. Chứ không là các bạn sẽ không nghe mình nói đâu. Mình phải chịu trống hy sinh vì tất cả cho các bạn rồi. Cũng tại các bạn hết. À, hi hi. Chaser Rich. Bây giờ mình phải thử ra cái chiêu cuối rồi. Ủa? Ok, ra chiêu cuối. Yeah. Chờ mình thấy lắc vậy thôi chứ khi mà xuất xuất video ra thì nó mượt cái mồ. Mission clear. Chẳng có gì đặc biệt. Ok.
Ok, và mình bây giờ mình xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình chơi và mình mong các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình bằng cách like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Nhớ để lại ở phía phần bình luận như các bạn có ý kiến gì đối với mình, muốn nói gì với mình nhé. Hoặc là các bạn cứ vào trong trang fan cá nhân của mình mà hỏi mình bất cứ cái gì mà các bạn thắc mắc nhé. Ok, và thôi mình hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.